Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ Hoàng Phúc Photo. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá coi cái phần mềm Lumina AI, một cái phần mềm hỗ trợ các bạn chỉnh sửa ảnh hoàn toàn tự động. Mình nói là hoàn toàn tự động là tự động 100% luôn á. Rồi, nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, hãy nhấn nút like, nhấn subscribe và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Cái link để tải phần mềm Lumina AI này á, tải miễn phí á, mình để ở phía dưới phần description, phần mô tả hoặc là dưới phần bình luận mà comment ghim đó, cái mà mình ghim lên đầu đó. Khi mà click vô thì anh em sẽ vô cái trang này ha. Vô trang này thì các bạn có thể nhấn tải xuống ở đây, nút free download rất là màu mè đấy. Nhớ một cái tự động nó tải thôi, nó cũng không có gì phức tạp cả. Ôi, nó tự động chạy rồi. Cái này thì nó có phiên bản dành cho cả Windows, cho cả Mac OS luôn. Và các bạn nào đang sử dụng cái MacBook M1 á thì các bạn cũng có thể sử dụng được thoải mái, nó có bản native ha. Và ở đây các bạn có thể mua, ví dụ các bạn muốn mua thì các bạn có thể bấm buy now này. Cái phần mềm này nó rất là rẻ. Chút nữa mình sẽ cho anh em thấy nó bá đạo tới cỡ nào, nhưng mà mình phải nói thật là một cái phần mềm này nó khá là rẻ. Khi các bạn để là mặc định nó sẽ là hai máy tính ha, hai máy tính dành cho đại khái là bạn mua một cái bản quyền nhưng mà các bạn có thể sử dụng được hai máy thì nó là 99 đô. Còn trường hợp các bạn là sử dụng một máy thôi cho nó rẻ thì nó sẽ giảm xuống là còn 79 đô. Các bạn để một lúc cái tự động nó tặng cho các bạn một cái gọi là cái quà tặng nhỏ thêm nữa ha, thì nó là 79 đô. 79 đô vật giá hiện tại là bao nhiêu tiền nhỉ? 79 USD to Việt Nam đồng là 1,8 triệu, và các bạn sẽ sử dụng được phần mềm này gọi là vĩnh viễn luôn ha, là vĩnh viễn sở hữu Lumina AI dành cho một máy ha, là vĩnh viễn. Nếu như một con số là 79 đô thì các bạn có thể mua được là 25, mua được 3 tháng sử dụng bản quyền Photoshop và Lightroom. Chính hãng nha, mình đang nói chính hãng. Ok rồi, quay lại đi. Khi các bạn khởi động cái chương trình Lumina AI này á, thì các bạn có thể import đây. Các bạn sẽ thấy một cái flow ở trên này ha. Thì chúng ta đơn thuần thôi. Trước đây các bạn đã từng coi video mà mình về giới thiệu về cái Lumina 3 chưa? Bây giờ nó gọn gàng hơn, nó đẹp hơn rồi ha. Thì nó flow nó rất là cụ thể ở đây. Đây là một cái flow, là một cái quy trình làm việc ha. Đầu tiên là import vào cái catalog ha. Catalog này xong các bạn sẽ chỉnh sửa template và chúng ta có thể edit và sau đó chúng ta export, là chúng ta lưu hình đã ha. Rồi, ở đây chúng ta làm cơ bản. Đây mình sẽ import một vài hình để cho các bạn dễ hình dung ha. Mình sẽ thử stock của bạn là copy t trước đi. Mình có thể tìm một vài tấm hình đây đây đó, của bạn copy t này. Mình có thể import thêm những cái hình khác nữa của đâu rồi, stock sưu tầm của bạn Thịnh Seven ha, thử của bạn Thịnh Seven coi. Mình chưa chỉnh mấy cái stock này, mình tải về thôi chứ mình chưa có Thịnh Seven. Rồi ok, mình sẽ tìm tiếp thử một vài cái stock nữa để các bạn dễ hình dung ha, bởi vì cái phần mềm này nó hay ho. nó cũng vui lắm. Stock Phú Đình Thành bữa mình rồi Đình Thành, stock Duy Tùng coi. Đây, stock của bạn Duy Tùng đi. Rồi, ok. Đó, mình thử một vài stock. Mình thử thêm một vài cái stock gọi là stock phong cảnh của mình chụp nữa đi. Hình ảnh Đà Lạt đi. Đó, những cái hình mà hồi xưa mình đi chơi ở Nha Trang với lại một vài cái địa điểm ở khu vực dọc cái đường lộ mình đi á, mình dừng lại mình chụp thôi. Đây mình sẽ chọn một vài tấm hình, ví dụ như là đây, đây tấm hình thành phố, mình chụp ở thành phố nữa. Rồi ok, mình chọn những cái tấm hình này đi. Đó, thì mình đã import hết vào cái catalog này. Đó, đây là những cái catalog ha. Đây rồi, mình đang có tất cả cái hình này trong catalog. Sau đó mình sẽ qua cái template, và ở cái template này các bạn sẽ thấy được cái AI của thằng Lumina này nó hiển thị ở đâu. Đầu tiên nha, ở cái template này thực ra nó giống như là nó chỉnh cho các bạn lười vậy đó. Khi các bạn đại khái chúng ta chỉ cần click và chúng ta chọn preset thôi, những cái mà người ta đã chỉnh sẵn cho các bạn đó. Ví dụ như ở đây, khi mình chọn click vô cái hình hình là hình người đi, thì các bạn sẽ thấy cái logo Lumina này nó bắt đầu lót lót ha. Đây, ví dụ như là mình click vào đây đi. Đó, các bạn thấy nó chớp chớp, đó nó chạy vào cái đường này, có nghĩa nó đang loading ha, nó đang là duyệt. Và sau khi nó lót xong đấy, nó sẽ tự động cho các bạn cái template
một lô lốc những cái gọi là những cái preset chỉnh sẵn, và nó biết được là cái hình này nó đang là hình chụp gì, để mà nó gợi ý những cái preset phù hợp cho các bạn. Ví dụ như là mình đang là chọn là hình người đi ha, ví dụ hình chân dung đi, đó nó tự động nó chạy này, và nó sẽ cho các bạn những cái preset mà phù hợp dành cho hình người đó lên. Tự nhiên landscape bởi vì phía sau là có cánh đồng cỏ, nhưng mà phía sau mình có Filmatic nè, đó special nè, đó kiểu vậy. Ví dụ mình chuyển sang hình người cụ thể hơn, kiểu thấy rõ mặt mắt môi kiểu như này, thì nó sẽ cho các bạn gợi ý cho các bạn là những cái preset mà phù hợp dành cho hình chân dung đấy, có thể Essence nè, là Elegant Portraiter nè, đó những cái preset mà nó phù hợp dành cho những ảnh chân dung. Rồi ví dụ mình click qua những cái ảnh phong cảnh nhưng mà có biển hay không, hay là đó có bầu trời nhiều hay không, thì nó sẽ phù hợp đây. Ví dụ như là mình chọn đây, các bạn sẽ thích cái kiểu mà hình chân dung trước đi, mình nghĩ anh em đa phần chỉnh hình chân dung hết, thành ra đó rồi nó sẽ tự động nó gợi ý cho mình là cái Essence Elegant này. Khi các bạn click vô một cái đó thì nó sẽ có nhiều cái preset ở trong cái bộ Essence này ha. Ví dụ như là Steel Frame này, McQueen này, Fashionista này, đó các bạn có thể để ý là nó vừa là có cả chỉnh da luôn á. Đây ví dụ như là mình chọn cái Fashionista đây, có thể chọn cái này đọc là gì, Rembrandt hả? Mình không biết. Đó các bạn click nó sẽ tự động nó chạy ha. Ở cái Lumina AI này khi mà nó chạy á, thì nó sử dụng cái CPU của các bạn khá là nhiều. Nó là một cái nhược điểm của nó đó, bởi vì ví dụ như các bạn sử dụng những cái máy mà các bạn sử dụng cái có những cái đời CPU mà hơi cũ kiểu như vậy, có thể là những cái con i3, i5 nhưng mà đời đời đầu 3, đời đầu 4 á, thì có thể nó sẽ hơi chậm. Hoặc là các bạn không có card đồ họa thì nó cũng sẽ chậm hơn so với việc các bạn có card đồ họa ha. Thì đây nó có thể bật tắt. Đây, mình đang chọn cái Rembrandt này coi là nó là như thế nào đây, và chúng ta có thể bật tắt đó. Các bạn có thể thấy là cái phần da của chúng ta cũng đã có chỉnh sửa rồi á, chứ không phải là không đâu. Nó đã chỉnh sửa da cho chúng ta tự động rồi. Môi cũng đỏ hơn, có mắt nữa thì phải. Đúng rồi, mắt cũng trong hơn. Và chúng ta coi thử coi là đó, nó cũng xử lý phần da này. Mình để ý cái Fashionista này nó có bóp người luôn. Đúng rồi, cái Fashionista là nó bóp người luôn này. Đây là trước này, sau, trước, sau, trước, sau, trước, sau. Đó, các bạn thấy nó hơi thu nhỏ người lại không? Đó, thì mình có thể coi những cái khác như monochrome này thì nó là chuyên về ảnh trắng đen rồi. Mình không nghĩ là có nhiều người thích ảnh trắng đen đúng không? Cho nên mình sẽ xem Experience này, Burn Film. Đó, nó có rất là nhiều cái hiệu ứng luôn. Cái này nó thêm cả hiệu ứng ở ngoài vô đó. Các bạn có thể thấy những cái flare này, glow này. Đây, những cái này thì mình nghĩ các bạn sẽ không có hợp gu đâu đúng không? Đó, thì ở đây đó, nó sẽ có những cái kiểu như vậy ha. Đấy, mình thấy cái Rembrandt này nó khá là hợp này. Đó, nó sẽ chạy và nó cho chúng ta như này ha. Và ở đây ví dụ như là các bạn cảm thấy thích cái Rembrandt này thì các bạn có thể click vào cái dấu tim này, cái forest này, các bạn thấy không? Nếu ví dụ như là thích đi thì mình click vào hình trái tim này ha, thì nó sẽ đẩy cho các bạn vào cái favorite đó. Cái favorite là những cái mà các bạn thường dùng ha. Còn ở dưới này là những cái ví dụ các bạn những cái template mà các bạn tự tạo. Ví dụ, những cái cách tự tạo này thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tự tạo ha. Còn những cái ví dụ như là muốn mua này, các bạn có thể mua những cái preset này ở trên trang chủ của nó, hoặc là ở đây thay vì trên này là những cái mà Lumina nó tự động nó gợi ý cho các bạn ha, thì ở dưới này á thì nó là toàn bộ những cái gọi là những cái preset của nó ha. Thì đại khái trên này nó là filter theo cái sử dụng AI á, để nó biết được là hình người hay là hình cảnh, để nó filter nguyên một lô lốc ở dưới này những cái nào phù hợp cho cái tấm hình mà các bạn mở á, thì nó sẽ gợi ý ra. Còn bình thường ví dụ như các bạn muốn coi hết thì các bạn có thể kéo xuống dưới đây, các bạn sẽ thấy portrait của mình là có bốn cái gói portrait này đó, tổng cộng là 4 gói về portrait này ha. Thì các bạn có thể coi easy portrait thì nó sẽ có high key, chắc shape các thứ đồ này, low key, high key, đó kiểu vậy ha. Thì trong này nó sẽ tự động nó chỉnh rất là nhiều cho các bạn luôn, thì hầu như các bạn không cần phải làm gì cả. Đây mình sẽ test thử một vài cái khác coi. Ở đây thì cảnh vật nhiều như này thì đó, mình đã biết nó sẽ đẩy những cái kiểu như là scenery nhiều, đẩy khác về những cái phong cảnh nhiều hơn, bởi vì hình người khá là nhỏ. Đó thì đại khái có rất là nhiều cách kiểu như vậy. Close up này,
close up thì nó sẽ phù hợp cho những cái bức hình mà chúng ta chụp người ấy, nhưng mà chụp gần ấy. Ha. Đây, ví dụ mình sẽ coi thử gọi iconic thì nó sẽ như thế nào. Các bạn đơn giản là click vô thôi. Và phía dưới này khi các bạn click vô một cái click vô một cái gọi là cái preset á, thì các bạn có thể tăng giảm, giống như là tăng giảm opacity của cái preset đó vậy đó. À, ví dụ như là các bạn muốn app nhiều hoặc là app ít thì các bạn có thể tăng giảm cái thanh ở ngay phía dưới này ha. Và các bạn có thể reset, có thể edit lại kiểu như thế ha. Có rất là nhiều. Thì đây chúng ta coi thử coi là nó đã edit cái gì ha. Đó, chờ nó load này. Nếu các bạn có thể thấy là sử dụng những cái phần mềm mà kiểu AI như bây giờ á, nó tự nhiên làm cho cái cuộc sống của mình nó đơn giản hơn rất là nhiều, đúng không? Mỗi cái là cái máy của mình là đời 2013 này, nó hơi bị cũ rồi. Ở đây nó có bóp mặt luôn này. Đó, nó tự động nó bóp mặt lại, các bạn để không? Các bạn có thể click vô cái đây, đây là trước sau này. Đó, đây là trước sau này. Hoặc là click vô cái con mắt này ha, để mà thấy trước này, sau, trước, sau, trước, sau. Đó, nó bóp lại luôn á. Ha, cũng hay ha. Thì ở đây những cái mà kiểu retouch kiểu như này á thì thật sự mình thấy giống kiểu Photoshop hay là cái gì á, ví dụ như là những cái bạn mà chúng ta sử dụng cho nhu cầu cơ bản thôi á, thì những cái mà kiểu như phần mềm kiểu như này nó cũng rất là tinh gọn cho anh em rồi. Các bạn không cần phải sử dụng Photoshop hay là cái gì cho nó mất thời gian, bởi vì nếu như các bạn đã muốn làm nhanh á thì những cái AI mà nó tự động nó hỗ trợ các bạn như thế này á thì còn gì hơn nữa, đúng không? Đó, click một cái Rembrandt này mình khá là thích này, cái kiểu màu tông mà hơi hồng hồng mà sáng này. Đó, thì sau khi các bạn chỉnh xong rồi, các bạn có thể lưu cái bức hình này ha. Các bạn có thể lưu bức hình này, các bạn qua thẳng phần export luôn. Export này thì chúng ta sẽ lưu cái bức hình. À, các bạn có thể gửi qua message, mail hoặc là save to disk, là lưu ra đĩa đó. Click to save to disk này. Và chúng ta có thể chọn được cái định dạng ha. Cái file ở đây thì mình đang mở file RAW, có nghĩa là Lumina này nó vẫn nhận tất cả những cái file RAW của các bạn. Và mình cũng gợi ý là các bạn nên sử dụng những cái file RAW để chúng ta có cái kết quả tốt nhất ha. Rồi, ở đây các bạn có thể chọn nơi lưu, click đây cho mở ra này. Chọn nơi lưu nè, đó, ví dụ desktop kiểu như vậy đó. Rồi lưu tên có làm cho nó sắc nét hay không đó. Ví dụ mình muốn làm sắc nét thì các bạn để sắc nét, hoặc không thì thông thường mình hay để none hoặc là low để cho nó vừa vừa thôi ha. Còn ví dụ các bạn muốn lưu mà dạng như là muốn điều chỉnh resize lại á, các bạn có thể ví dụ như là các bạn muốn lưu cho Facebook đi, thì nó sẽ là original, các bạn chọn là long edge này, các bạn để là 2048 pixel ha, nó tự động nó biết là 2048 thôi. Quality để 100% và cái format các bạn để là png đó, và các bạn bấm lưu ha. À, để png nó không cần chọn quality nữa đó. Thì sau khi xong rồi các bạn bấm lưu thôi, thì chúng ta sẽ có, nó sẽ tự động nó chạy và nó đó, nó sẽ export một tấm hình này ra. Các bạn muốn export nhiều hình thì các bạn có thể chọn cùng một lúc nhiều hình ha. Thì đó là cái cơ bản về cái Lumina AI. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn sơ sơ về cái tự động nó là như thế nào và cách sử dụng, đơn giản là như vậy. Các bạn muốn mua phần mềm này, các bạn có thể vô cái link của mình đó để các bạn đăng ký mua, hoặc là các bạn cũng có thể vô link của mình để các bạn tải cái file sử dụng về ha. Những cái phiên bản mà sử dụng giới hạn thì nó cũng không có giới hạn là chức năng gì cả, thành ra các bạn có thể sử dụng thoải mái ha. Thì đó là toàn bộ, thì mình hy vọng là các bạn thích. Các bạn muốn mình làm vấn đề gì về Lumina, bởi vì ở đây chúng ta có một lô lốc những thứ, những cái tool của nó để chúng ta có thể chỉnh ha, chỉnh structure, chỉnh màu, chỉnh hiệu ứng, tất cả các kiểu ở đây. Video sau mình sẽ giới thiệu về từng cái một để cho các bạn dễ hình dung ha. Đó thì toàn bộ, nếu các bạn thích mình làm hướng dẫn gì về Lumina, hãy comment ở phía dưới cho mình biết ha. Và hãy nhớ like, share, subscribe. Ở phía dưới này thì mình có những cái video khác, hãy click vô để mà coi những cái video sắp tới của mình nhé. Coi những video mình đã làm. Và mình mới làm một cái trang là trang store hoangphuphoto.com. Các bạn có thể lên trang này để mua những cái sản phẩm của mình, ví dụ như là những cái bộ preset sử dụng cho Photoshop, Lightroom, Capture One, hoặc là những cái khóa học Photoshop và Lightroom. Ở cái mùa dịch này thì mình đang có cái combo là mình giảm giá cái combo khóa học này còn 599.000 thôi, là chúng ta có cả hai khóa học này. Và hai khóa học này các bạn sẽ coi trực tuyến ở trên kênh, ở trên cái trang store.hoangphuphoto này luôn. Các bạn sẽ không cần phải tải về hay là coi gì cả ha. Các bạn có thể coi trực tiếp ở trên hệ thống của mình luôn ha. Giờ mọi thứ nó tự động rồi, nó cũng tốt mà, đúng không? Ok, bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần tới. Bye bye.